Có khi nào chúng ta tự đặt ra câu hỏi cho bản thân mình rằng thế nào là một tình bạn tốt? Trong cuộc sống, gặp được bạn hiền, bạn tốt là một điều thật hiếm quý, giống như được ăn đào tiên trên trời, ngàn năm mới ra quả một lần. Bởi gặp được bạn hiền là chúng ta được thân cận bậc thiện trí thức, được mở tung cánh cửa tâm hồn, đón nhận làn gió trong lành mát dịu của chân trời trí thức mới, như được tắm nước ao sen trước chùa, cảm giác rất khoan khoái và dễ chịu. Mỗi người trong chúng ta, từ khi sinh ra cho đến khi mất đi, nếu là người may mắn, đều sẽ có rất nhiều cơ hội nhận được những cái tình cảm tốt đẹp ở cuộc đời. Trong đó, không thể không nhắc đến tình cha mẹ mênh mông, cao vời vợi, tình thầy sâu nặng, dạy dỗ ta nên người, hay tình yêu lứa đôi thơ mộng đẹp tựa như những đóa hoa hồng. Bên cạnh những tình cảm thiêng liêng cao đẹp ấy, có một cái tình cảm rất đỗi bình dị và cao quý, nhưng đôi khi vì quá quen thuộc, vì quá gần gũi mà chúng ta không nhận ra đó là tình bạn. Đối với mỗi người, có được tiền tài, địa vị, sự nghiệp trong xã hội đã là một điều khó khăn. Nhưng để tìm được một người bạn, một người tri kỷ có thể sẻ chia bao điều trong cuộc sống lại càng khó hơn. Trong cuốn kinh Hiền Nhân, đức hiền nhân của chúng ta đã phân ra thành 4 hạng người, ứng với 4 thứ. Này, tôi tự tìm hiểu và chia sẻ tới quý vị và các bạn. Một là kết bạn như hoa. Hai là kết bạn như cân. Ba là kết bạn như núi. Bốn là kết bạn như đất. Sao gọi là kết bạn như hoa? Khi bông hoa còn tươi thì dắt trên đầu, khô héo rồi bỏ đi. Kết bạn cũng thế, hễ thấy giàu sang thì su phụ theo, thấy nghèo nàn lại bỏ làm lơ. Sao gọi là kết bạn như cân? Khi để vật nặng thì đầu gục xuống, vật nhẹ thì đầu vổng lên. Có qua có lại thì thường cung kính nhau, không qua lại thì khinh rẻ nhau. Sao gọi là kết bạn như núi? Hòn núi vàng loài chim thú tụ về, lông cánh được trói màu vàng rực. Kết bạn cũng thế, khi sang thì sang với nhau, khi vui thì đồng vui. Sao gọi là kết bạn như đất? Tất cả mọi vật đều nương tựa và dựa vào đất mà sinh, làm bạn nuôi dưỡng để ủng hộ, ân hậu và không bạc. Như vậy, chúng ta thử ngẫm xem mình ứng với thứ gì theo lời dạy của Đức Hiền Nhân nhé.